không được lẫn lộn. Như xây nhà tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, không được tắt ngang. Đây là bước thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Sau đó mới có oai nghi hữu tắc, ta mới có năng lực vì người mà diễn thuyết. Oai nghi hữu tắc nghĩa là vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác thấy. Thông thường chúng ta gọi là thân giáo, người xưa gọi là thân hành ngôn giáo. Trước tiên bản thân mình phải thực hành, sau đó mới dùng ngôn ngữ dạy cho người khác. Chư Phật Bồ Tát làm như vậy, cho nên các ngài dạy học thành công. Còn chúng ta dạy học thường không ai nghe. Vì sao vậy? Vì không thực hành, bản thân không làm được. Vì thế người khác không tin. Muốn người khác nghe thì phải làm thế nào? Họ phải thực hành điều đó. Không thể không biết điều này. Muốn dạy người khác, trước tiên phải dạy mình. Bản thân chưa học tốt thì làm sao có thể dạy cho người khác? Quý vị xem Bồ Tát Pháp Tạng, trước là cầu thành Phật, sau đó mới hóa độ chúng sanh. Chúng ta muốn hoằng dương hộ trì chánh pháp, không có 10 năm công phu sao được? Lấy gì dạy người khác? Bất luận là phát tâm hoằng pháp hay là hộ pháp, đều cần nền tảng 10 năm tu học. Hoằng pháp và hộ trì là nhất thể. Không thực sự làm thì đều là đang tạo nghiệp. Hoằng pháp là tạo nghiệp, mà hộ pháp cũng là đang tạo nghiệp. Vì thế Phật giáo suy yếu. Chúng ta phải thực hành, phải hạ quyết tâm. Hoằng hộ là nhất thể, tìm một địa điểm nhỏ có thể định một nơi. See you.
Yeah.